Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ chứng kiến những sự biến đổi đáng kể trên hành tinh của chúng ta. Những sự thay đổi này có thể gây ra sự lo lắng và không chắc chắn, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội cho sự phát triển và đổi mới. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của tương lai. Rõ ràng là những thay đổi quan trọng đang diễn ra ngay bây giờ. Từ các lĩnh vực chính trị đến kinh tế và thậm chí cả truyền thông, thế giới của chúng ta đang trải qua một quá trình biến đổi. Thế giới dường như đang trượt khỏi tầm kiểm soát với sự hỗn loạn và sự rối loạn trỗi dậy. Điều này có thể đặt ra câu hỏi cho nhiều người: liệu chúng ta đang bước vào một giai đoạn cuối cùng của lịch sử hay không? Sự thật là, những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu mới. Những cấu trúc xã hội truyền thống đã từng liên kết chúng ta đang bị thay đổi. Và trong quá trình đó, cơ hội cho những sự xuất hiện mới đang bắt đầu. Mặc dù dễ dàng mắc phải sự sợ hãi và bất an trong bối cảnh hiện tại, nhưng chúng ta cần nhớ rằng mỗi cái kết chỉ đơn giản là một khởi đầu mới. Có những dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi xảy ra xung quanh chúng ta. Và thay vì sợ hãi, chúng ta nên mở lòng để đón nhận những thay đổi này. Những rạn nứt trước đây trong hệ thống mà trước đó dường như không thể bị phá vỡ, hiện nay đang trở nên rõ ràng hơn. Và điều này đồng nghĩa với cơ hội để xây dựng lại một phiên bản mạnh mẽ và kiên cường hơn. Chìa khóa để mở ra thực tế mới nằm trong DNA của chúng ta. Khi chúng ta nỗ lực nâng cao tần số của mình, DNA của chúng ta bắt đầu mở khóa, bộc lộ những cấp độ mới của ý thức và nhận thức mở rộng. Quá trình này đưa chúng ta vào cuộc khám phá của bản ngã tinh thần, phiên bản cao hơn của chúng ta đang tồn tại ở một mức tồn tại cao hơn. Sự biến đổi này không chỉ là một quá trình tinh thần hoặc trí tuệ đơn thuần, mà còn là sự xâm nhập sâu hơn vào tâm hồn con người. Khi chúng ta mở khóa các cấp độ ý thức mới, chúng ta thấy mình đồng điệu hơn với các tầng tần số cao hơn, và cơ thể vật lý của chúng ta trải qua một sự biến đổi to lớn. DNA của chúng ta giống như một bản thiết kế chi tiết cho toàn bộ con người chúng ta, chứa đựng thông tin di truyền. Điều đó quyết định bản chất thể chất, cảm xúc và tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta nỗ lực nâng cao tần số của mình, chúng ta kích hoạt các chuỗi DNA không hoạt động, mở ra các tiềm năng mới bên trong chúng ta. Quá trình mở khóa DNA của chúng ta không phải là điều gì đó có thể bị ép buộc hay vội vàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, cống hiến và sẵn sàng từ bỏ những khuôn mẫu và niềm tin cũ không còn phục vụ chúng ta nữa. Khi chúng ta vượt qua quá trình này, chúng ta có thể gặp phải những thử thách và trở ngại. Nhưng với sự kiên trì và niềm tin, chúng ta có thể vượt qua chúng và tiếp tục con đường hướng tới ý thức cao hơn. Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thực tế mới, một thực tế được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự đoàn kết. Đó có thể là một hành trình đầy thách thức, nhưng nó là một phần không thể thiếu nếu chúng ta muốn phát triển và đóng vai trò là một công dân trong xã hội. Sự dịch chuyển sang chiều thứ năm không phải là một sự kiện xa vời nào đó sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nó đang xảy ra ngay bây giờ, ngay lúc này, xung quanh chúng ta. Minh chứng rõ nhất về sự thay đổi này tồn tại sâu bên trong chúng ta, trong sự phát triển và những biến đổi mà chúng ta đang trải qua trong cuộc sống. Khi chúng ta bước vào chiều thứ năm, chúng ta đang trải qua một sự biến đổi sâu sắc, không chỉ ở mức cá nhân mà còn ở mức tập thể. Những cấu trúc và khuôn mẫu hành vi cũ trước đây đã hạn chế chúng ta, bây giờ đang bị thay đổi, và chúng ta đang được mời gọi tham gia vào một lối sống mới. Sự thay đổi này không phải là một sự kiện bên ngoài xảy ra với chúng ta,
mà thay vào đó, nó là một quá trình phát triển bên trong và sự tiến hóa của chúng ta. Điều này yêu cầu chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về quá trình biến đổi của chính bản thân mình, sẵn sàng từ bỏ những niềm tin và mô hình hành vi cũ không còn phù hợp với chúng ta nữa và thay thế chúng bằng một hiện thực mới dựa trên tình yêu, lòng trắc ẩn và sự kết nối với nhau. Để tiếp cận chiều không gian thứ 5, chúng ta cần thực hiện sự thay đổi trong nhận thức, tập trung vào trái tim của mình. Trái tim là vị trí của ma trận ánh sáng tinh thần, nơi mà chúng ta có quyền sở hữu sự sáng suốt, trực giác, trí tuệ, tài năng và năng khiếu. Chính từ trung tâm trái tim này, chúng ta có khả năng kết nối mạnh mẽ với bản kế hoạch thần thánh của mình và bắt đầu thể hiện bản chất thực sự của chúng ta dưới hình thức những sinh vật tâm linh. Khi chu kỳ tần số cổ điển trên trái đất đang kết thúc, chúng ta chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong các năng lượng xung quanh chúng ta. Những năng lượng cũ đang dần rời bỏ thế giới này để nhường chỗ cho ánh sáng tinh thần cao cấp đang ngày càng thâm nhập vào thể chất. Sự thay đổi này không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một hiện thực cụ thể mà chúng ta có thể quan sát xung quanh mình. Chúng ta đang chứng kiến nhiều sự kiện diễn ra, cả ở quy mô cá nhân và trên toàn cầu, mang tính biểu tượng của sự thay đổi này. Đây là thời điểm của những biến đổi lớn, và khi chúng ta vượt qua giai đoạn này, chúng ta đang được mời gọi chào đón một thực tế mới. Những cách sống và tồn tại dựa trên sự sợ hãi, cạnh tranh và chia rẽ đang dần được thay thế bằng một mô hình mới dựa trên tình yêu, sự hợp tác và sự kết nối với nhau. Khi chúng ta nhận thức và chấp nhận thực tế mới này, chúng ta mở ra cho chính mình những tiềm năng và khả năng không giới hạn trong tâm hồn và môi trường xung quanh chúng ta. Đã đến lúc ánh sáng và sự sống phát triển mạnh mẽ trên trái đất như đã được dự định từ ban đầu. Chúng ta đang được kêu gọi để từ bỏ những khuôn mẫu và niềm tin cũ đã cản trở chúng ta và chấp nhận một lối sống mới dựa trên tình yêu và sự đoàn kết. Chúng ta phải đối mặt với sự thật về tình hình của mình và chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tạo dựng thực tế mới này. Chúng ta phải sẵn sàng buông bỏ những ảo tưởng đã trói buộc và làm chúng ta mù quáng. Và chúng ta cần đón nhận một thực tế mới dựa trên sự trung thực và liêm chính. Con đường phía trước có thể còn dài và khó khăn, nhưng đó là một hành trình mà chúng ta phải thực hiện. Vì phía bên kia là một thế giới mới, một thế giới được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và lòng trắc ẩn. Một thế giới nơi sự thống trị của bóng tối không còn tồn tại. Vũ trụ vận hành theo nguyên lý cân bằng. Ở đâu có sự mất cân bằng năng lượng thì sẽ có sự biến đổi xảy ra. Quy luật này cơ bản áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống, từ cá nhân đến toàn cầu. Cho dù đó là sự năng động trong gia đình, nơi làm việc, hệ thống giáo dục, niềm tin, cấu trúc tài chính và kinh tế, hoặc lĩnh vực chính trị. Tất cả các lĩnh vực này đều phụ thuộc vào theo cùng một quy luật phổ quát. Khi chúng ta chuyển sang những chiều không gian tồn tại cao hơn, những khía cạnh này của cuộc sống sẽ thay đổi thành các phiên bản năng lượng cao hơn. Sự chuyển đổi này sẽ diễn ra dần dần với những thay đổi nhỏ theo thời gian. Đối với một số cá nhân, hành trình này sẽ đầy thách thức và đòi hỏi họ phải phá hủy các mô hình hành vi cũ của họ. Họ cần phải xây dựng lại từ đầu một cái gì đó mới ở vị trí của họ. Trong lĩnh vực cá nhân, chúng ta có thể thấy mình đang từ bỏ những niềm tin và mô hình hành vi cũ không còn phù hợp với chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thể phải đối mặt với những khía cạnh của bản thân mà chúng ta đã trốn tránh để có thể tiến bước về phía trước, trên con đường tăng trưởng và tiến hóa của chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu của sự biến đổi đang diễn ra trên toàn cầu. Các hệ thống và cấu trúc cũ đã tồn tại trong nhiều thế kỷ đang bắt đầu sụp đổ, khi sự mất cân bằng và bất công mà họ gây ra ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ có nhiều biến động và thay đổi lớn, và việc điều hướng những điều này có thể là một thách thức năng lượng chuyển dịch. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đây chỉ là một phần của một quá trình biến đổi lớn hơn. Điều đó đang dẫn chúng ta tới một lối sống cân bằng và hài hòa hơn. Cách chúng ta tôn vinh sự sống trên trái đất, bao gồm cả mẹ trái đất, là yếu tố then chốt trong việc thay đổi ý thức của chúng ta. Sự tôn vinh này phải xuất phát từ sự hiểu biết bên trong, sự thừa nhận về tình cảm của mọi chúng sinh và sự kết nối của tất cả mọi thứ. Cốt lõi của mỗi tâm hồn là bản thiết kế và trí tuệ bẩm sinh về mục đích của cuộc sống. Mục đích này là để phát triển và mở rộng. Chúng ta trao đi sự sống thay vì chiếm hữu nó và tạo ra thay vì phá hủy. Tuy nhiên, trong một xã hội thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những ý thức phi tự nhiên và tàn bạo thông qua phương tiện truyền thông, ý kiến của những người có nhận thức dễ dàng bị rung động. Trong hàng ngàn năm, một nhóm tối ác đã hoạt động để đe dọa sự tồn tại của loài người và của hành tinh này. Tác động của họ thể hiện rõ qua những thông điệp tiêu cực và các hành động được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Hàng rào tiêu cực này có thể có tác động bất lợi đến ý thức của chúng ta, khiến chúng ta mất kết nối với sự thật và trí tuệ tiềm ẩn bên trong. Để thoát khỏi lối suy nghĩ hạn chế này, chúng ta phải kết nối lại với sự hiểu biết bên trong và mọi sự sống trên trái đất. Chúng ta phải tôn vinh mẹ trái đất như một sinh vật có tri giác và cần hiểu rằng hành động của chúng ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ trái đất. Khi chúng ta trải qua những thời điểm có nhiều thay đổi và biến đổi to lớn này, điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng ta không đơn độc trên hành trình này. Tất cả chúng ta đều là những người đồng sáng tạo ra thực tế mới này, và cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một thế giới dựa trên tình yêu, niềm vui và sự phong phú. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực nâng cao tần số, tiếp cận trung tâm trái tim và giải phóng toàn bộ tiềm năng của DNA của chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận thực tế mới đang xuất hiện và buông bỏ những khuôn mẫu và niềm tin cũ không còn phù hợp với chúng ta nữa. Khi làm điều này, chúng ta sẽ thấy mình trở nên hòa hợp hơn với tần số rung động cao hơn trong các chiều không gian, và chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện bản ngã linh hồn của mình, phiên bản chiều thứ 5 của chính chúng ta. Chúng ta sẽ thấy bằng chứng về sự thay đổi xung quanh chúng ta. Chúng được thể hiện trong cuộc sống và trên thế giới nói chung. Khi chúng ta bước chân vào cuộc hành trình này, hãy làm điều đó với lòng dũng cảm, niềm tin và sự tin tưởng rằng phía trước chúng ta là một thế giới mới, nơi tiềm năng và khả năng không giới hạn đang chờ đợi. Chúng ta hãy đón nhận thực tế mới này với trái tim và tâm trí rộng mở. Và hãy để ánh sáng của chúng ta tỏa sáng như ngọn hải đăng hy vọng cho tất cả mọi người. Khi chúng ta sắp kết thúc chu kỳ hành tinh này, đây là thời điểm thú vị đối với những người đã vượt qua quá trình chuyển tiếp sang 5D và đạt được ý thức tối ưu. Điều này đánh dấu một cơ hội tuyệt vời cho những linh hồn đã hoàn thành thành công chu trình của họ, vì họ sẽ là những người kế thừa trái đất 5D mới. Người ta ước tính rằng khoảng 1/3 nhân loại sẽ sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt đến thế giới 5D, nơi có một lượng lớn tinh thần đáng kể. Sự thăng thiên ngày càng tăng này là minh chứng cho sự cống hiến và làm việc chăm chỉ mà nhiều người đã đưa vào để đạt được ý thức tối ưu và chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới này, một thời kỳ thịnh vượng đang đến với tất cả những ai nhận ra khái niệm về giá trị. Bằng cách loại bỏ sự thống trị, các quyền lực trước đây, sự thịnh vượng cuối cùng sẽ đến với tất cả những ai sẵn sàng ở cấp độ ý thức. Hành trang này bao gồm cả sự hài lòng hoàn toàn trong thời đại mới, cả về nghề nghiệp lẫn trong các mối quan hệ.
Sức khỏe và tài chính vững chắc chỉ là một số trong hàng loạt lợi ích đang chờ đợi những người sẵn sàng chào đón thế giới mới 5D của trái đất. Điều cần thiết là phải nhận ra rằng sự giàu có thực sự không chỉ là sự giàu có của cải vật chất. Nó bao gồm cảm giác hài lòng và thỏa mãn tổng thể trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều này bao gồm cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện trong các mối quan hệ, có sức khỏe tốt và có tác động tích cực đến thế giới xung quanh chúng ta. Đây là thời điểm đầy hy vọng và hứa hẹn khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự biểu hiện của những thay đổi mới trên trái đất và nhiều phước lành mà nó mang lại. Đã đến thời điểm chúng ta cần phải nuôi dưỡng tinh thần lạc quan về tương lai và tiếp tục đặt nỗ lực vào việc đạt được mức ý thức tối cao. Việc chuyển sang thực tế 5D là một hành trình mà không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện. Để hiểu được điều này, chúng ta cần đạt đến một tần số ý thức cao hơn so với phần lớn. Và đôi khi, việc cố gắng giải thích hiện thực mới cho những người vẫn bám vào cách tư duy cũ có thể đầy khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mỗi người đang tiến trên con đường riêng với tốc độ riêng của họ. Hãy nghĩ về sự thay đổi như một bánh xe không ngừng lăn bánh và chúng ta đang di chuyển trên nó đến mục tiêu. Để thu hút những người sẵn sàng hợp nhất với chúng ta trên con đường này, chúng ta cần tăng cường năng lực của mình và tiến sâu hơn vào hành trình đến trái đất mới. Hãy làm tấm gương và thể hiện sức mạnh cũng như vẻ đẹp của hiện thực mới. Khi có nhiều người hơn nhận thức được sự thật, việc chuyển đổi sang thế giới 5D sẽ trở nên cụ thể và thực tế hơn. Đây là thời điểm của sự biến đổi và sự phát triển lớn lao, và chúng ta nên đón nhận nó bằng cả trái tim và tâm trí rộng mở. Bây giờ, hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp nói. Sức mạnh của sự thức tỉnh hàng loạt không thể bị phóng đại. Đó chính là chìa khóa để chúng ta giải thoát khỏi sự kiểm soát và áp bức tài chính đã áp đặt lên chúng ta trong suốt thời gian dài. Sự tỉnh thức này cần diễn ra ở quy mô lớn, bởi chỉ thông qua sự đoàn kết và nỗ lực tập thể của những người tỉnh thức, chúng ta có thể thành công loại bỏ nhóm Deep State và bảo vệ tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này vì nó có thể không bao giờ quay trở lại. Để làm điều này, chúng ta cần hội tụ sự đoàn kết trong cộng đồng tỉnh thức và đảm bảo có đủ số lượng để tạo ra sự thay đổi thực sự. Một người tỉnh thức có thể đánh thức một người khác, và nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể đạt được sự đột phá cần thiết để thay đổi thế giới. Chúng ta cần có ít nhất 70% dân số tỉnh thức và tham gia vào quá trình chuyển đổi, để đảm bảo rằng chúng ta có thể thực hiện sự thay đổi một cách suôn sẻ và thành công. Với mức tham gia này, chúng ta có thể bước vào một thế giới tốt đẹp hơn mà không phải đối mặt với sự hỗn loạn và phức tạp thường đi kèm với những thay đổi xã hội lớn. Hành tinh trái đất đã đến một thời điểm quan trọng trong lịch sử của nó. Quá lâu rồi, các tầng lớp thượng lưu toàn cầu đã theo đuổi lợi ích cá nhân và gây hại cho môi trường và xã hội của chúng ta. Họ đã gây ảnh hưởng tới môi trường, làm suy yếu các cơ cấu chính trị của chúng ta và lợi dụng người dân vì lợi ích riêng của họ. Những người đã gây ra nhiều đau khổ và thảm họa cho nhân loại sẽ không còn nắm giữ quyền lực nữa. Các kẻ lừa đảo và lợi dụng người khác sẽ không còn có khả năng sử dụng quyền lực để kiểm soát người khác. Chúng ta, như hiện thân của năng lượng của mẹ trái đất, sẽ đảm bảo rằng mọi người đều có những điều cần thiết để sống một cuộc sống tốt đẹp. Cạnh tranh sẽ được thay thế bằng sự hợp tác, và những người thống trị bằng lòng tham và sợ hãi sẽ bị thay thế bởi những người lãnh đạo bằng lòng nhân ái và tình yêu. Thịnh vượng sẽ thống trị, và sự khởi đầu của sự thịnh vượng thực sự sẽ biến đổi thế giới của chúng ta. Dù có nhiều biến động và thách thức, nhưng chúng ta cũng có nhiều hy vọng và tiềm năng. Con đường phía trước có thể gian nan, nhưng chúng ta không nên quên rằng ánh sáng luôn ở cuối con đường, đáng để chiến đấu để đạt được. Hãy cùng nhau nắm lấy thời cơ này để tạo nên một thế giới mang lại lợi ích cho toàn bộ nhân loại. Tình hình của nền văn minh của chúng ta đang nằm trong sự cân bằng mong manh. Chúng ta có một cơ hội nhỏ để thoát khỏi sự kiểm soát của những Deep State
tổ chức ngầm. Mặc dù cuộc chiến đã bắt đầu, sự đổi mới chỉ có thể xảy ra sau khi phe phái này sụp đổ hoặc sau khi nhân loại tỉnh thức. Bây giờ hoặc không bao giờ, và thế giới cần phải tỉnh thức đối diện với sự thật. Các cường quốc toàn cầu đang thúc đẩy việc thiết lập trật tự thế giới mới, một hệ thống mà thực chất là một kế hoạch vì lợi ích cá nhân của họ. Sự dối trá của họ được thúc đẩy bởi phương tiện truyền thông của họ, một nguy cơ đối với tất cả chúng ta. Các phương tiện truyền thông chính thống không quan tâm đến báo chí thực sự, mà chỉ quan tâm đến việc tài trợ cho các chương trình chính trị, mà kết quả cuối cùng là sự hủy hoại cho nền văn minh và nhân loại. Chúng ta phải tỉnh táo và nhận ra sự thật. Số phận của nền văn minh của chúng ta nằm trong tay chúng ta, và chúng ta phải hành động ngay bây giờ để cứu vớt chính mình và thế hệ tương lai. Việc định giá lại tiền tệ sắp tới sẽ là yếu tố thay đổi trong hệ thống tài chính. Điều này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mà đồng tiền chủ quyền sẽ được đảm bảo bằng vàng hoặc tài sản để đảm bảo mức độ an toàn và giá trị mà trước đây chưa từng có. Tỷ giá cố định sẽ loại bỏ nhu cầu cho các giao dịch đầu cơ và khôi phục sự tin cậy và ổn định trong thị trường toàn cầu. Việc loại bỏ hệ thống ngân hàng trung ương mà trước đây đã bị sử dụng như một công cụ để Deep State kiểm soát, đánh dấu một chiến thắng lớn của Liên minh Thiên Hà. Hệ thống tài chính lượng tử QFS sẽ mở ra một thời đại mới về tự do tài chính và minh bạch, nơi tham nhũng và thao túng sẽ không có cơ hội tồn tại. Một điều mà nhiều người không thấy rõ là QFS không chỉ được tạo ra như một hệ thống dự phòng, mà còn đã được chuẩn bị để tiếp quản hệ thống tiền nợ của Ngân hàng Trung ương. Điều này sẽ chấm dứt các hoạt động tài chính gian lận, đã dẫn đến tình trạng nợ nần và sự kiểm soát của người dân. Việc kích hoạt QFS đánh dấu một bước tiến lớn của Liên minh Thiên Hà trong việc loại bỏ sự kiểm soát của Deep State đối với nền kinh tế toàn cầu. QFS sẽ cung cấp một hệ thống tài chính ổn định và an toàn, không dựa vào nợ mà dựa vào giá trị bền vững. Điều này sẽ chấm dứt các thao túng tài chính đã gây ra biết bao đau khổ và bất bình đẳng trên thế giới. Mặc dù có những người chưa nhận thấy hiện thực mới này, nhưng sự thay đổi đang diễn ra. Những người đang sống trong chiều thứ ba không thể hiểu được thực tế 5D mới đang mở ra. Họ có vẻ không nhận thấy sự biến đổi đang diễn ra xung quanh họ. Tuy nhiên, đối với những người đã nâng cao nhận thức của họ và hòa nhập với tần số cao hơn dẫn đến trái đất mới, thực tế mới rõ ràng như ban ngày. Họ có thể thấy điều này qua cách thế giới đang thay đổi khi mọi người tỉnh thức, và qua cách tình yêu và lòng trắc ẩn thay thế nỗi sợ hãi và hận thù. Cố gắng thuyết phục những người vẫn còn bị kẹt trong cách sống cũ không mang lại lợi ích gì. Đơn giản là họ chưa sẵn sàng để nhìn thấy sự thật được tiết lộ. Thay vào đó, điều quan trọng là tập trung vào những người tỉnh táo, nhận thức và làm việc cùng nhau để tạo ra thế giới mới đang hình thành. Khi bánh xe của sự thay đổi tiếp tục quay, sẽ có ngày càng nhiều người tỉnh thức để chấp nhận thực tế mới. Họ sẽ nhìn thế giới từ một góc nhìn mới và hiểu rằng mọi thứ đang tiến triển, và bánh xe sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Đó là một thế giới của hòa bình, tình yêu và sự hòa hợp, nơi mọi sinh vật được tự do sống cuộc sống trọn vẹn. Chúng ta biết rằng cuộc chiến của chúng ta được kết nối với nhau, rằng cuộc chiến cho sự công bằng của chủng tộc, sự công bằng kinh tế, môi trường và xã hội đều là một phần của cuộc chiến chung của chúng ta. Chúng ta thấu hiểu rằng chúng ta phải hợp sức cùng nhau xây dựng một thế giới nơi mọi người đều có cơ hội công bằng để phát triển. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tham gia trong cuộc chiến này. Chúng ta hãy truyền tải thông điệp thức tỉnh đến mọi người xung quanh và đoàn kết trong nỗ lực hướng tới mục tiêu chung của chúng ta: một thế giới tốt đẹp hơn và công bằng hơn cho tất cả mọi người.